Uh, hello xin chào tất cả các anh em thì hôm nay em xin giới thiệu tới anh em những mẫu súp bát 40 mươi uh, từ 202 con 100 của bên em để cho anh em có nhu cầu tham khảo thì em liên hệ trực tiếp với số thoại bên dưới anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh để xem các video mới nhất của bên em thì đây là những mẫu súp hơi 40 em đã tháo để cho anh em cùng xem cái nội thất xem cái bên trong của nó sẽ như thế nào hàng xịn sò nên em uh, uh, thấy được những cục súp này rất là uy lực và rất là bạo lực này anh em nhé thì uh, những mẫu xúc này thì em báo cho anh em giá luôn Đó là giá 6 triệu 500 nghìn đồng là chưa gồm phí ship Và ở đây thì nó sử dụng đó là từ hai côn 100 anh em nhé Xúc 40 nhưng sử dụng đó là từ hai côn 100 Và đây là cái củ bát của nó Anh em có thể nhìn thấy những đường từ của, của nó được cắt rất là đẹp và rất là mịn luôn đúng không anh em Và những đường keo gắn từ bích từ tới cái từ này anh em phải nhìn thấy keo này nó không phải là những dòng keo như thông thường anh em nhìn thấy Nhưng keo này nó sẽ có keo màu xanh tím anh em nhé Màu xanh tím chứ không như một số dòng keo anh em nhìn Và những đường keo của nó rất là chuẩn chỉ luôn Keo rất là lét luôn này anh nhé đường đi keo này rất là xịn sò luôn Từ 202 cô 100 Và đây là một cái xương của nó Anh em thể nhìn thấy xương Và đây là một cái uh, cái tấm vải của nó này. đây. Đấy. Anh em thể nhìn thấy đây Đây là các cái cầu chạm loa của nó đây Các cầu chạm loa hàng rất xịn sò luôn anh em tiếng bát của nó đánh thì rất là xuống sâu với theo như hãng thì báo đó là xuống được tới 30 Hz đây em nhé những mẫu súp hơi bát 40 thì thường nó chỉ xuống được đến tầm khoảng 35 Hz thôi rất khó có những dòng súp hơi bát 40 có thể xuống được tới tầm 30 Hz và đây là những cái lỗ thông hơi của coi này anh em thể nhìn thấy và em sẽ ngửa cho anh em xem cái mặt của củ bát đây rất là lặng luôn anh em nhé từ 220 và côn 100 ở à, đây là cái củ bát của nó anh em có thể nhìn thấy những cái nón hoa rất là to đúng không ạ từ 220 và đây là cái côn 100 anh em nhé côn 100 và sử dụng đó là gân gân vải và tẩm dầu gân này thì nó sẽ tẩm dầu và chống nước luôn anh em nhé chống nước luôn độ bền của nó rất là cao và gân của nó sẽ là ba lớp gân này gân vải ba lớp này và trong này nó có rất nhiều các gân nữa đường gân đấy, súp, súp nó rất là lực đấy nhé. Đấy, từ hai trăm hai cùng một trăm anh em có thể nhìn thấy những cái củ bát rất là chất lượng đúng không ạ và à, đây là cái bên trong thùng của nó bên trong thùng thì nó có thể thiết kế đó là lỗ thông hơi mà đằng trước à, súp mặt luôn anh em nhé súp mặt lỗ thông hơi mà đằng trước và những cái bung tươm anh em có thể nhìn thấy bung tươm được à, dán đó là bốn góc luôn anh em nhé, đây bốn góc và đều được đinh ghim vào những cái thành thùng của nó, chứ không như một số hàng rẻ tiền là những cái tấm uh, lót thùng này, những cái tấm uh, tiêu âm này nó chỉ được đặt vào trong thôi, nhưng đây nó được ghim anh em phải nhìn thấy, ghim bốn góc nó rất là gọn gàng luôn và những cái sợi dây này của nó này, dây này, những sợi dây này những sợi dây đồng nguyên chất và những cái sợi nó rất là mảnh và rất là nhỏ và rất là mềm luôn anh em nhé, chứ không như một số hàng đồng pha nếu như dây đồng của nó là dây pha Thì nó sẽ là những cái sợi dây nó sẽ to hơn Và nó cứng hơn Chứ nó không được mềm như này đâu nha Không được mềm đâu nha Dây nó rất mềm luôn Dây rất mềm Đấy dây rất mềm Và thùng vách của nó anh em Thì gỗ rất dày luôn Gỗ ép rất dày luôn Gõ vào những cái thành thùng này rất là chắc chắn Anh em thử nghe này Và một điều đặc biệt nữa Đó là những lớp sơn này Nó sẽ là những lớp sơn sần cát Cho tới cái chất lượng của nó cực kỳ tốt Đấy. Sơn sần cát nó có thể chống bụi và có thể chống nước rất là tốt anh em nhé khi bụi anh em chỉ lấy cái tấm rỉ anh em lau sẽ là sạch sẽ luôn cho anh em Đấy, những lớp sơn sần cát rất là xịn sò và con này đây là cái mặt đáy của nó anh em nhé mặt đáy của nó được thiết kế đó là bốn cái ốc này thì anh em có thể bắt được các bánh xe vào khi anh em vận chuyển Đấy. anh em nếu anh em chơi ngoài trời anh em có thể bắt bánh xe vào để anh em vận chuyển đi rất là dễ dàng Đấy. bánh xe đều bốn góc đều có anh em nhé được thiết kế trước cho anh em và khi anh em để trong gia đình thì anh em có thể để các cái tấm chân này Đấy. hoặc là anh em có thể tháo chân và lắp bánh xe vào để anh em có thể vận chuyển và em sẽ đo cái chiều cao chiều dài chiều rộng của những dùng dòng súp này để anh em cùng tham khảo à, đầu tiên nó là chiều ngang của nó chiều ngang của nó sẽ là 45 cm anh em nhé đây chiều ngang của nó sẽ là 45 cm và chiều cao của nó cao của nó sẽ là đây cao của nó là 55 cm anh em nhé đây, chiều cao là 55 cm. Và chiều sâu của nó, đây, cho anh em xem cái chiều sâu. Chiều sâu của nó sẽ rơi vào tầm 55 cm nữa anh em nhé 55 cm. Có nghĩa là à, cao và cao và sâu nó sẽ đều là 55 và chiều ngang của nó sẽ là 45 cm. Đấy, 45 cm anh em nhé Đấy. Và cùng cho anh em xem cái thông số mà đằng sau của những dòng súp này. Em sẽ dựng nó lên và sẽ cho anh em xem trên này thì nó sẽ có một cái lỗ để anh em có thể dựng các cọc chân loa để bắt để có để đặt loa đi em nhé đây và anh em cùng xem thông số trở kháng 8 ohm lưới tv kép 15 s công suất của nó chạy trung bình đó là 500 w nên là min anh em nhé còn pech của nó lên đến 1200 w rất là lớn luôn rất là lớn với cái pech này 1200 w với những dòng súp chất lượng như thế này thì anh em phải dùng cũng đẩy tối thiểu là 800W trên một kênh để đánh ra những tiếng súp nó được uy lực nhất anh em nhé. Và độ nhạy nó có thể đánh đến 104 dB và peak của nó cũng lên đến 130 dB. Đây. Cho anh em xem gần lại cái thông số này một lần nữa. Peak lên đến 130 dB. Rất là áp lực luôn này, anh em nhé. Giải tần từ 30Hz đến 320Hz Xuống sâu được đến 30Hz luôn anh em nhé Như một số ở cái đầu video em đã nói tới tất cả anh em rồi Xuống được tới 30Hz Rất là khó với những dòng sub 40 để Xuống được sâu như này Xuống sâu được như này thì tiếng bát nó sẽ rất là lực Và anh em có thể nhìn thấy cái độ dB này của nó này Rất là lớn Bách lên đến 130dB Áp lực rất là lớn với những dòng súp hơi bass 40 của bên em Nước sâu sần cát anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ Đấy. Và củ bát của nó rất là chất lượng Đây, củ bát đây Từ 220, cung 100 anh em nhé Từ 220, cung 100 Những cái này ấn anh em ấn rất cứng luôn Và kể cả nhện của nó thì thôi Nhện của nó, nhện của nó anh em ấn nó rất là cứng luôn Cái nhện này rất là cứng Cứng nên là cái tiếng bát của nó rất là lực Và xuống rất sâu luôn Đấy, thì một trong những dòng súp hơi bát 40 Rất là khỏe, rất là bạo lực thì uh, video này có hàng về thì em giới thiệu với anh em những mẫu súp hơi 40 Cùng mở cho anh em xem cái lỗ thất, cái củ bát và cái bên trong thùng vách để anh em có thể tham khảo Và các cái thông số chi tiết của dòng loa này Lấy TVK15S em nhé Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng Liên hệ với em qua số lại bên dưới Anh em xem video, nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất Thì uh, giá của những cục súp này đó là 6 triệu 500 nghìn đồng là chưa gồm phí ship Cho một uh, quả súp rất là chất lượng này Tiếng bát đánh rất hay luôn Và video sau em sẽ có một cái video chi tiết về cái độ áp lực của nó để anh em có thể tham khảo thì uh, mọi thông tin nhu cầu mua hàng anh em nhớ liên hệ với em qua số bên dưới uh, chào anh em và hẹn anh em ở các video lần sau em sẽ uh, đánh và sẽ thử với những dòng súp này để anh em cùng nghe anh em nhé